Trời ơi cô chú coi kìa, thấy thương ghê không? Mẹ thì ngồi làm việc, nhắn trả lời tin nhắn cô chú mua nhị hoa nghệ tây, vô hàng đóng gói đóng hàng, con ngồi chơi mình, vô trong nằm chơi xong ngủ luôn. Coi coi thấy thương không? Coi có em bé nào mà như em bé này không cô chú ơi? Trời ơi coi thấy cưng. Ôi trời. Ôm em đắp mền ngủ có thấy thương không? Bởi vậy tự động ăn, tự động ngủ, tự động chơi. Móng tay sơn nè. Trời đất ơi, không nói không năng gì hết. Tự động lấy gói, lấy đồ, ôm em vô nằm ngủ. Mẹ ngồi làm việc, nói chuyện điện thoại với khách cực lực. Cho ăn no bụng xong rồi tự coi iPad, tự lấy đồ chơi, giờ tự đi ngủ luôn. Cuộc đời tôi mà sao tôi diễm phúc được, tôi có được đứa con này vậy ta? Trời ơi, có cái nhà này có lý ghê á, vô nhà này nằm ngủ có lý ghê sợ. Trời ơi đó, khách hàng thì nhắn tin ầm ầm, ngồi trả lời điện thoại trả lời tin nhắn, con gái tự đi ngủ, thương ghê luôn á, thương không biết nói sao cho vừa luôn á. Trời trời trời, cái thiên thần nào á, trời trời ơi, thiên thần nũ đại. Ôi trời đất ơi, thiên thần của mẹ nũ đại hình nào. Ui sao trốn mẹ hả? Gì thằng sao thiên thần trốn mẹ hả? Thiên thần cũng trú nũ không đừng không trú ngủ trong đừng ở trên đâu đâu đây. Trời ơi hồi nãy ngủ ở trong tòa lâu đài luôn gì. À, coi bà hát đi nhưng mà lên mày nói chuyện nè. Trời ơi hồi nãy công chúa, hồi nãy cô ngủ ở trong tàu lâu đài luôn hả? Ngủ trên giường với ngủ trong tàu lâu đài cái nào ngủ ngon hơn? Ngủ cái nào ngon hả? Hả nói mẹ nghe coi. Trời ơi thương quá, hồi nãy cô ngủ á, mẹ kể cho con nghe, hồi nãy cô ngủ á mẹ buồn lắm, đâu có ai chơi với mẹ đâu, đâu có ai nói chuyện với mẹ đâu, mẹ buồn mẹ ngồi mẹ khóc hu 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 hu. Cái con ghê ghê nó chạy ra nó hỏi mẹ là tại sao khóc. Cái xong rồi cái mẹ nói hả, chạy chạy ngủ buồn quá mẹ ngồi rồi buồn mẹ khóc, cái chạy con ghê ghê nó quýnh mẹ quá trời luôn chạy. cái con biết mẹ gọi thoại cho ai không? Gọi ai hả? Con ghê ghê đánh nó đánh mẹ, mày gọi thoại ai hả? Trời đất ơi nó coi nó ngủ dậy xong rồi cái nó thức dậy cái ba nó chạy ra, ba nó ôm ba nó, cái xong ba nó ẩm nó vô đây, cái nó lấy iPad nó vô đây nằm nó coi luôn cô chủ, coi được không? Bữa nay bữa nay đi ba mẹ ơi hả? Đi ba hả? À ý là con nói mẹ đi với ba đi hả, để cho con nằm đây con coi iPad mình con hả? Trời đất ơi coi được không? Daddy JD is level 4. Did you say congratulations? Yeah, chúc mừng JD, congratulations, you are level 4 now. Are you a little seahorse? Yeah, baby, you know what she said? She said, I'm not a baby anymore. She's a big girl. Are you a big girl? Or a little girl? She's a level 4 girl. Yeah, I can't believe that, JD. Level 4 rồi. Yeah. Cái gì? Ấy là kêu đừng nói chuyện nữa phải không? Cái mỏ mẹ nói nhiều quá. Thôi, tới. Thôi coi coi bé thì mẹ đi ra là làm việc tiếp nha. Đây nè cô chú ơi, cho cô chú báo cho cô chú một tin vui, cho cô chú đọc cái này nè, để cho cô chú coi cái này cái gì nha, cho cô chú coi này là gì nha. I'm level 4 seahorse, có nghĩa là chạy đi bơi chạy đưa được lên level 4 rồi đó cô chú. Yeah, chúc mừng chị chạy đi. Chúc mừng chay chay, chúc mừng chay chay. 3 tuổi, level 4. Thường thường á. Thường thường á là người ta level 3 tuổi á là người ta level 3. Chay bây giờ là chay 3 tuổi. Giống mẹ ơi. Hả? Giống mẹ ơi. Giống gì? Gấu. Gấu sao? Gấu nè mẹ ơi. Hả? Gấu nè. Gấu đâu? Dám liều. Thôi đừng có nói tại lan bang bang nữa. Bây giờ cô chú cùng chúc mừng chay chay lên được level 4 đi kìa. Trời ơi chuẩn bị sinh nhật 3 tuổi lên level 4. 4 có 3. Thôi rất là nhanh luôn á cô chú. Thường thường á là mỗi năm người ta cho mỗi lên mỗi level. Ví dụ 2 tuổi level 2, 3 tuổi level 3. Trời ơi bây giờ người ta 3 tuổi level 4 luôn. Yeah.
Dạ không biết sao không? Vậy đỡ tốn tiền mẹ biết không? Một năm mẹ đóng biết bao nhiêu tiền học bơi đó. Vậy đỡ tốn tiền học bơi một năm. Tính đi cô chú, tính đi một tháng là 90 đồng. Thì 12 tháng là nhiều, là phải 1,000+ đô không? Đỡ tốn tiền chứ. Chay giỏi quá. Trời ơi, đi ra cái là cô tặng cho chiếc vòng liền. Cô nói chay ơi chay, con cái đeo chiếc vòng này vô đi, có nghĩa là con đã lên level 4. Mà level 4 á, là cái cô giáo đó là cái người quyết định. Cô giáo đó là cái người quyết định là thôi thôi bây giờ level 3 là không có còn ấy sức của nó rồi, phải cho lên level 4. Chứ mày còn mày level 3 nó quá tải rồi. Quá hay luôn. Chay giỏi quá. I'm so proud of you, JD. Not for baby. Huh? Not for baby, Mom. Oh, not for baby. Oh, okay. You're not a baby anymore, right? No. You are a what? Cái viên bơ luôn mẹ ơi. Mẹ thấy rồi, nhưng mà con là gì? Con không phải là em bé nữa mà con là cái gì? Con là gì? Không phải bé. Không phải trai em bé nữa. Đúng rồi, không phải chay em bé nữa. Nhưng mà giờ bây giờ chay là cái gì? Chay là big girl. Right? You are a big girl now. Trời, nó nói bây giờ nó không phải là chay em bé nữa cô chú ơi. Bây giờ nó là một người con gái lớn rồi. Giờ là tiếng Anh này là gọi là big girl. Right? Mommy, silly mommy. Pretty big silly mommy. Jade is a big girl now. I'm so proud of you. Mẹ tự hào về chay quá à. Cô chú có tự hào về chay không? Cô chú coi chay từ Mommy is a snake mommy. À cái đó con rắn đó ha con. Nhưng mà cô chú coi chay bơi từ lúc chay có 4 tháng tuổi thôi. Mà bây giờ chay level 4 rồi. Con thấy ghê chưa? Con thấy ghê với em chay chay của mẹ em ơi chưa? Bơi từ cái lúc mà ba bồng á hả? Ba bồng ngồi khúm núm, ngồi không biết bơi là gì hết, cứ biết nước thôi. Mau mốt chay dạy cho em của chay bơi nha. Chị đi. Chay, con có muốn em không chay? Ừ. Sao không muốn em? Sao con không muốn em? Nói mẹ nghe coi. JD, you want a brother, sister, or a brother or a sister? You want a brother? A sister? Why? Why? Because what? I'm afraid of that. What? Why don't you want a baby sister or a baby brother? Sao con không muốn em? Không muốn em share mẹ ơi. Trời ơi, con không muốn em share hả? Dạ. Trời ơi, nó nói nó không muốn em là tại vì e sợ em nó chia sẻ đồ với nó đó, coi được không? I share no. The piece mẹ ơi. Sao? It's a piece of kẹo. À, con không muốn chia sẻ kẹo với em hả? Dạ. Trời ơi, sao tham ăn vậy? Trời ơi, nhưng mà em á hả, em chơi với con sẽ có người chơi cùng. Ok mẹ ơi. Ok mẹ ơi ha. Vậy mẹ để em chơi chay nha. Mẹ. Em trai hay em gái? Mẹ. Em trai hay em gái? Em. Mà con muốn em trai hay em gái? Em gái. Em gái phải không? Mà bây giờ con muốn em gái hay em trai? Em trai. Vậy là con chọn em nào mà đi sau phải không? Bây giờ nói lại một câu nhất định nè, trai hay gái? Trai. Gái hay trai? Gái. Thôi bà hay hàng quá bà ơi. Chọn nào, chọn một cái thôi. Trời ơi, nó không muốn có em này tại vì sợ em chia sẻ kẹo với nó có được không? Hồi nãy con bơi vui không? Chẳng. Cô chỉ con gì, ngày mai đi bơi tiếp nha. Ngày mai bơi là lúc 4:20 chiều. Rồi ngày thứ 6 bơi là lúc 1 giờ trưa. Ok. Rồi bơi cho lẹ. Trời ơi, ý là nó về Việt Nam ha. Nó về Việt Nam nó nghỉ cho hả 2 tháng trời, 3 tháng trời. Rồi dịch đó hả, dịch cũng nghỉ mấy tháng trời. Mà bây giờ nó lên level 4. Nếu mà không có nghỉ, không có nghỉ đi về Việt Nam, rồi không có nghỉ dịch đồ kia mấy tháng rồi, này kia khác nọ là trời chắc bả level 5 rồi đó. Chứ không phải level 4 đâu. Wow, đúng rồi đó. Bây giờ mẹ mới nhớ lại luôn á. Nếu mà con không có nghỉ nhiều như vậy là con level 5 chứ con không có level 4 đâu chay. Con mà đi học thường xuyên một tuần mà con đi mấy ngày là con bơi lẹ lắm luôn á chay. Mẹ tự hào về chay của mẹ quá đi thôi á.
À, chay là cục vàng của mẹ phải không ta? Chứ chay là cái gì? Phải không? Chay là cục vàng của mẹ hả? Đúng rồi, bỏ mặt. Hồi nãy á, hồi nãy Ngọc nói chay rồi cục vàng á, cục vàng lại đây với mẹ là cục vàng. Nó nói mẹ, mẹ không phải cục vàng. Cái Ngọc hỏi ủa không phải cục vàng chứ là cái gì? Con chay. Nói vậy. Ớ ngăn cái gì cũng trả lời, nói gì cũng trả lời. Mami. Cái gì? Con lấy cái bu mẹ ơi. Hả? Con lấy cái bu mẹ ơi. Lấy cái bu là lấy cái gì? Lấy cái bu. Nói không hiểu. Nói không hiểu. Lấy cái bu là lấy cái gì? Lấy một bu mẹ ơi. À lấy một lưu, đúng rồi, con ăn một lưu đi, giỏi quá. Mẹ giống nhau mẹ ơi. À giống nhau không? Giống nhau. Just need mommy. Oh, okay. Just need mẹ ơi. Mà bây giờ nè, chay ráng bơi cho giỏi thiệt giỏi để mình lên level 5 cho lẹ nghe chưa. Tập tập bơi, tự bơi một mình luôn nghe chưa. Quá giỏi. Thiệt tình thiệt chứ. Nó học bơi không mà nó vậy nó giỏi thì tôi còn tự hào tới cỡ đó. Mà nó mà đi, nó mà học xong tới đại học chắc tôi còn tự hào hơn nữa trời ơi. Hả chay? Bây giờ nè, bây giờ mẹ đang hỏi cô chú nè. Tại vì hôm qua có một cái comment, cái cô kia ghi là con của cô á học piano, học đàn piano lúc con của cô đó 3 tuổi. Thì Ngọc đang phân vân là tại vì Ngọc muốn cho chay học đàn á, hình như là phải 4 tuổi, 5 tuổi thì Ngọc mới nghĩ là học được. Nhưng mà có cô chú nào mà có anh chị em hay nào có cái kinh nghiệm á là đã cho con mình học đàn từ hồi ngày nhỏ đó thì nghĩ là bao nhiêu tuổi sẽ là cái độ tuổi để học được đàn piano. Tại vì Ngọc là lúc nào Ngọc cũng háo hức cho chay được học đàn piano đó, nhưng mà Ngọc thấy 3 tuổi Ngọc nghĩ nó có biết cái gì đâu, bắt đàn cái tay đó nhẹ đè xuống cái đàn cũng đàn đè không nổi nữa, nên là Ngọc không có biết là cái độ tuổi bây giờ có học đàn piano được chưa hay là nên đợi tới 3-4 tuổi, ở lộn 4-5 tuổi cô chú cho Ngọc một cái lời khuyên nha. Mà cái trong cái kênh chay thì không có comment được rồi, nên là cô chú qua cái kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ comment giùm cho Ngọc cái độ tuổi mà để học đàn piano là cái độ tuổi nào là đẹp nhất, độ tuổi nào mà trăng rằm nhất nha cô chú nha. Chứ Ngọc là lúc nào Ngọc cũng sẵn sàng cho chay học quá đó. Không ăn nữa mẹ ơi. Không ăn nữa, cất vô con ơi. Con cất luôn. Hả? Đúng rồi, con cất vô đi, con đừng có làm đổ rớt hư dơ xe mới nha con nha. Order Starbucks bagel cho chay.